số hơi lạc mọi người. Trước khi ăn thì thật sự thấy là có mùi rất là thơm, nhìn trong vàng vàng rất là hấp dẫn. Không biết là kiểu giải phá kiểu rửa mặt như thế nào, xin mời quý vị. Đây là nước chấm cũng là ngồi 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 ăn thử đây em ơi. Có thể nói cho em một chút xíu về cái hương vị của mình không? Rất là thơm mọi người ạ.